Đây là mô hình nuôi chim trĩ của hộ chị Tăng Thị Hồng Loan. Dù mới chỉ khởi nghiệp với mô hình này được vài tháng, nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả kinh tế đáng ngạc nhiên. Theo chị Loan, trước đây chị từng nuôi gà và heo nhưng giá cả bấp bênh, lại hay gặp dịch bệnh. Tháng 5 năm 2018, chị được Hội Phụ Nữ xã xét cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn khởi nghiệp và được người quen giới thiệu mô hình nuôi chim trĩ. Thấy được lợi ích thiết thực, chị Loan đã làm chuồng trại và mua 86 con chim trĩ về nuôi với kinh phí hơn 6 triệu đồng. Nhờ siêng năng tìm hiểu cách chăm sóc trên mạng Internet và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước nên đàn chim phát triển tốt. Đến tháng 11 năm nay, chị đã bán 40 chim thịt đầu tiên, trọng lượng mỗi con đạt 1,4 kg, giá bán 170.000 đồng một ký, thu về số tiền trên 9,5 triệu đồng. Thời gian tới tôi để giống này là tôi sẽ ấp trứng lên này để nở ra con đó, thì tôi sẽ mở một cái tổ hợp tác cho các chị em phụ nữ để mình nuôi chim thịt đó, để cung cấp ra thị trường, đỡ các chị em để có công ăn việc làm tại địa phương, không cần phải bỏ địa phương để đi làm ăn xa, có cái cuộc sống nó ổn định hơn, không cần phải vất vả mà phải nghèo khó nữa. Số chim còn lại, trong đó có 9 chim trống, chị tiếp tục nuôi để lấy trứng làm giống. Thấy có hiệu quả kinh tế nên chị vay thêm 20 triệu đồng nhằm mở rộng chuồng trại và mua máy ấp trứng để nhân đàn và bán con giống cho bà con trong xóm cùng phát triển mô hình này trong thời gian tới, góp phần chuyển dịch cơ cấu vật nuôi phù hợp với địa phương, đồng thời giúp bà con có mô hình mới, tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình trong những mùa khô sắp tới. Theo dõi thì rõ ràng tức là thấy cái mô hình chim chỉ này nó mang lại cái hiệu quả khá là tốt. Thì nếu mà trong cái thời gian tới đó, cái mô hình này được nhân rộng ra đó, để hạn chế đi được, tức là cái lúa vụ 3, làm 2 vụ lúa 1 vụ màu, cộng thêm tức là cái mô hình này thì nó rất là tốt. So với các loại gia cầm được nuôi phổ biến khác như gà, vịt, chim trĩ dễ nuôi hơn, lại ít tốn công chăm sóc và có sức đề kháng cao, nên ít mắc bệnh, thịt rất ngon, độ dinh dưỡng cao. Trong quá trình nuôi chú trọng nguồn nước và thức ăn để chim trĩ phát triển. Chim nuôi từ 3 đến 4 tháng có thể xuất bán thịt, từ 6 đến 7 tháng có thể cho sinh sản. Bình quân mỗi năm, một con chim mái có thể đẻ từ 60 đến 70 trứng, nên khả năng tăng đàn rất nhanh. Chim trĩ vừa có thể bán thịt, vừa có thể bán giống hoặc bán cho dân chơi kiển vì có màu sắc bắt mắt. Hiện đầu ra của chim thương phẩm rất ổn định và chủ yếu được bán cho thương lái ở thành phố Cần Thơ. Cái mô hình này thì đối với phụ nữ xã thấy thì nó cũng nhàn rỗi, nó lồng ghép được vào cái lúc mà chị em ngoài cái việc đồng áng thì lúc rảnh rỗi 1-2 tiếng đồng hồ thì chị em cũng làm được cái công việc này, không phải nói là nặng nhọc lắm. Thì hướng tới đây sẽ thành lập một cái tổ phụ nữ là từ 7 đến 10 chị, là sẽ hướng dẫn cho các chị này nuôi, phát triển kinh tế gia đình để mang lại hiệu quả, từ đó mình sẽ nhân rộng ra cho chị em. Với những hiệu quả từ mô hình trên đã mở ra hướng phát triển mới trong phong trào chuyển dịch cơ cấu vật nuôi của huyện, để nông dân có thể lựa chọn và áp dụng vào điều kiện thực tế gia đình, tăng thu nhập, giải quyết được lao động nông dân trong những tháng mùa khô sắp tới. Ngay sau đây là một thông tin mà tất cả các bậc phụ huynh có hoặc sắp có con nhỏ cần phải lưu tâm. Sở dĩ như Nguyễn nói như vậy là bởi từ cuối tháng 12 này thì vaccine Quinvasem sẽ được thay thế bằng vaccine Combe 5 nằm trong một trong triển khai tiêm chủng đại trà cho trẻ em trên toàn quốc. Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện đã có sẵn 550.000 liều vaccine Combe 5. Dự kiến cuối tháng 12 này vaccine sẽ được chuyển đến từng khu vực và phân phối cho từng địa phương. Trước đó từ tháng 10 vừa qua, dự án tiêm chủng quốc gia đã triển khai tiêm ngừa vaccine Combe 5 quy mô nhỏ tại 7 tỉnh với trên 17.350 trẻ được tiêm, đạt tỷ lệ tiêm chủng 75,6%. Có 964 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm như sốt, sưng đau, vết tiêm, chiếm 5,5%, thấp hơn tỷ lệ phản ứng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa quý vị, chỉ là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, không có những điều kiện phù hợp để nghiên cứu, sáng tạo, nhưng với niềm đam mê, trí thông minh và sự cần cù, thời gian qua nhiều học sinh trường làng vẫn cho ra đời những sáng chế độc đáo và cũng vô cùng hữu ích. Vốn là những học sinh có niềm đam mê với môn hóa học, mới đây hai học sinh tại Cần Thơ là em Nguyễn Phương Yến Thu và Đào Thiên Hưng của trường Trung học Phổ thông Thuận Hưng, quận Thốt Nốt đã sáng chế ra một hợp chất chống thấm tốt, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại triển vọng mới cho kỹ thuật chống thấm các công trình xây dựng. Quả là một điều kỳ thú đúng không nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ hai em học sinh tài năng này nhé!
Hai anh em cho biết chi phí thực hiện sản phẩm không cao bởi những nguyên vật liệu đơn giản gồm nước, xi măng, xà phòng đá và một số dụng cụ thực hành có sẵn trong nhà trường. Theo đó, quy trình thực hiện gồm các thao tác chính như chuẩn bị hỗn hợp xi măng và nước pha với tỷ lệ 1:1. Riêng xà phòng đá được gọt nhuyễn ngâm với nước qua một đêm, sau đó đun sôi. Cuối cùng, hỗn hợp xà phòng và xi măng được pha theo tỷ lệ 1:10 sẽ cho ra hiệu quả chống thấm cao nhất. Ban đầu thì tụi em quan niệm đó là một lớp xi măng nên làm thì sản phẩm nó dễ bị bong chóc, nó không có dính lên tường. Sau này thì sau nhiều lần thực nghiệm thất bại thì tụi em đã nghiên cứu ra là quan niệm đó là một lớp sơn để có thể dính lên tường tốt hơn. Và nếu như có cơ hội hoàn thiện được kỹ thuật thì em muốn đưa ra thị trường để nhiều người biết hơn. Thì hoàn toàn tôi chỉ đóng vai trò là thẩm định cái phương án này khả thi hay không rồi mấy em tiến hành làm. Tôi cũng hy vọng rằng đây là một sản phẩm đơn giản và thành phẩm, chỉ là hòa với nước thì chúng ta có thể tô lên giống như là các loại sơn trên thị trường. Được biết sáng chế này đã giúp hai em đoạt giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017-2018. Trong tương lai, nhóm sáng chế sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện kỹ năng chống thấm nhằm đảm bảo về chất lượng và thẩm mỹ. Thưa quý vị, thay vì tìm mua ma túy từ các đầu nậu trong nước, nam đối tượng này vốn là một con nghiện đã thường xuyên sang tận Campuchia để vận chuyển cá chết trắng về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác trên địa bàn. Và với hành vi táo tợn của mình thì vào chiều qua ngày 7 tháng 12, tên này đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng một lượng khủng ma túy tại nhà riêng. Đối tượng này được xác định tên là Trần Nam Phương, sinh năm 1986, ngụ tại ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ đến 66 bọc ni lông đựng chất trắng chết người. Qua khám xét, lực lượng phát hiện 66 bọc ni lông trong suốt được hàn kín bên trong có chứa số lượng lớn viên tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, được cất giấu ở 3 nơi khác nhau tại nhà của đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Nam Phương khai nhận do bản thân đã nghiện ma túy nên thường xuyên qua Campuchia mua với số lượng lớn về cất giấu để sử dụng dần. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện An Phú đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục mở rộng xác minh điều tra xử lý trước pháp luật. Thưa quý vị, là một vụ việc đau lòng vừa xảy ra sau cuộc nhậu tại tỉnh Kiên Giang. Vâng ạ, rượu vào, dao kiếm ra chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt, người anh trai trong cơn say rượu đã nhẫn tâm dùng dao đâm em gái ruột của mình trọng thương. Với hành vi này, Lê Hồng Anh, 47 tuổi, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Dòng Riềng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dòng Riềng bắt tạm giam sau khi có kết luận thương tích của nạn nhân vào sáng nay ngày 8 tháng 12. Trước đó, Hồng Anh đến nhà của em trai là anh Lê Hồng Phương, ngụ cùng địa phương để làm lễ tạ mã và tổ chức tiệc nhậu. Sau một lúc chén chú chén anh, Hồng Anh lớn tiếng cự cãi với người em gái là chị Lê Thị Hồng Sương, dẫn đến hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận cộng thêm có hơi men trong người, Hồng Anh ra sau nhà lấy dao rồi chạy đến đâm vào hông trái của chị Sương, gây thương tích nặng. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của chị Sương do người anh ruột gây ra là 50%. Vâng ạ, vậy là sau những chén rượu ly bia, lại thêm một người phải đối diện với những tháng ngày phía sau song sắt nhà tù. Người còn lại dù đã thoát án tử do chính anh trai mình gây ra, nhưng cũng phải sống chung với thương tật suốt đời tới 50%. Hy vọng đây sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho nhiều người trong các cuộc vui nhậu, thưa quý vị. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, ba tù nhân nguy hiểm tại trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang đã khoét tường và vượt ngục ra ngoài. Ngay trong ngày, hai kẻ đã bị lực lượng công an bắt lại nhanh chóng, tên còn lại tiếp tục được các mũi trinh sát điều tra truy quét. Và sau 3 ngày lẫn trốn thì vào rạng sáng nay ngày 8 tháng 12, căn phạm Nguyễn Quốc Quân, 39 tuổi, căn tội mua bán trái phép chất ma túy đã tự giác ra đầu thú khi thấy không thể chạy thoát. Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng nay ngày 8 tháng 12, biết mình không trốn khỏi sự vây bắt của lực lượng công an, nên Quân đã đến công an phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đầu thú sau 3 ngày trốn khỏi nơi giam giữ cùng hai bị can khác. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 12, Quân cùng với hai can phạm khác là Nguyễn Văn Hưng, 24 tuổi, phạm tội giết người và Nguyễn Duy Minh, 40 tuổi, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đã rủ nhau khoét tường vượt rào trốn khỏi buồng giam của trạm tạm giam công an tỉnh Kiên Giang. Nhưng ngay sau đó, Hưng và Minh đã bị bắt giữ khi đang trốn chạy đến tỉnh An Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quân, Hưng và Minh và tiếp tục ra lệnh bắt tạm giam về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, thời điểm này khi mà mùa dịch bệnh đã gần hết và có dấu hiệu hạ nhiệt thì nhiều người dân cũng bắt đầu chủ quan lơ là các biện pháp phòng chống. Đây chính là nguyên nhân khiến cho những ca bệnh vẫn xuất hiện thường xuyên. Và hôm qua vào ngày 7 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai cho biết đã vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Trường hợp tử vong của bệnh nhi 1 tuổi ngụ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh. Trước đó, ngày 29 tháng 11, em bé sốt cao nên được người nhà đưa đi khám và điều trị. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị, bệnh tình diễn tiến nặng hơn khiến bệnh nhi tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế của huyện đã huy động lực lượng tiến hành điều tra, xử lý, diệt lăng quăng, phun hóa chất tại chỗ và những khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhân để hạn chế bùng phát và lây lan dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc với khu vực phát hiện ổ dịch, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thưa bà con, mặc dù là đợt cao điểm của dịch bệnh mùa đã qua, thế nhưng ngoài tác động của thời tiết, môi trường thì một nguyên nhân hàng đầu khác khiến cho các căn bệnh này phát sinh là do thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân. Chính vì vậy thì bà con cần phải chú ý việc cho con trẻ ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ngủ trong mùng và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để tránh những trường hợp tương tự. Thưa quý vị, trên màn hình đang là hình ảnh của một chú cua đinh. Thế nhưng nhìn qua thì con Huy thấy loài này giống hệt như ba, và không biết là Như Nguyễn có thấy như vậy không ạ? Và làm sao để mà phân biệt được cua đinh với ba? Đúng như là Quang Huy đang thắc mắc thưa quý vị, thì dù là hai loài khác nhau nhưng mà cua đinh và ba ba lại có ngoại hình giống đến 99% và đều có màu đen nữa. Và điểm khác biệt duy nhất là con cua đinh thì ở trên đầu nó sẽ có nhiều chấm nhỏ, còn ba ba thì không có. Oh wow, quả là một điều lý thú mà không phải ai cũng để ý tới à. Thế nhưng liệu cua đinh chỉ có màu đen không thì có đúng hay không ạ? Bởi vì theo con Huy biết thì mấy ngày nay người dân ở huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long đang rất là xôn xao với hai con cua đinh. Điều đặc biệt là nó có màu vàng ống kỳ lạ luôn ạ. Và thực hư câu chuyện này như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhà của anh Nguyễn Hữu Cường, 36 tuổi, ngụ tại ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long để tận mục sở thị quý vị nha. Anh Cường cho biết vào khoảng tháng 5 năm 2018, anh đi đến một cơ sở để mua cua đinh về bán, thì phát hiện có những con cua đinh con đột biến màu vàng rất đẹp nên mua về nuôi để nhân giống. Mặc dù được chủ cơ sở đó hét giá cao hơn rất nhiều, nhưng anh Cường vẫn mua. Theo quan sát, một con cua đinh có màu vàng to bằng bàn tay người, nặng khoảng 100g. Con còn lại có màu vàng nhạt và nhỏ hơn. Anh Cường cho biết khi hay tin anh sở hữu cua đinh vàng, cũng có nhiều người đến ngỏ ý mua lại với giá hàng chục triệu đồng nhưng anh không đồng ý bán. Thưa quý vị, những ổ bánh mì tuy không có nhiều giá trị nhưng mà với nhiều người bán vé số, người già neo đơn hay những người tàn tật cơ nhỡ và cả những lao động nghèo nữa thì nó có thể là một bữa ăn, thậm chí là năng lượng cho cả ngày lao động mệt nhọc. Tủ bánh mì không đồng là mô hình đã xuất hiện ở nhiều nơi thời gian gần đây, như những sự chia sẻ với cộng đồng của các cá nhân tập thể giàu lòng thiện nguyện. Và mới đây thì tại một huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp, sự xuất hiện của chiếc tủ bánh mì như vậy cũng đang khiến cho nhiều người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn. Tủ bánh mì từ thiện được đặt tại bến đò Mương Miểu, nối huyện Hồng Ngự với huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Tủ bánh mì này được anh Bùi Minh Phường, ngụ ấp 3 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, cùng gia đình thực hiện vào mỗi buổi sáng ngày 14, 15 và ngày 30 mùng 1 âm lịch hàng tháng. Ghi nhận thực tế, hầu hết những người đến nhận bánh là những em bé, bà cụ bán vé số dạo, những người mua ve chai. Với mô hình này, gia đình anh Phường hy vọng những chiếc bánh sẽ giúp họ vượt qua cơn đói, thêm sức lực trên con đường mưu sinh đầy chông gai.